về không thiếu đồng hồ cho các bác ạ, đủ các loại luôn, các loại đồng hồ cho các bác. Thì báo cáo các bác là loa thì em Tuấn cũng muốn quay, đồng hồ thì cũng muốn quay, mà âm ly cũng muốn quay. Và các bác là trong thời gian tới thì thỉnh thoảng thôi, vợ em có quay một số cái sản phẩm phụ kiện cho bác, cũng cho chị em dần dần quen để giới thiệu một số cái mặt hàng cho các bác. Nói chung là chị em thì không biết được mấy đâu, thôi để dần dần sẽ quen nói, có gì các bác thông cảm. Sau đây mời các bác thông cảm, có gì thì các bác cũng cứ gọi để em hướng dẫn không sao đâu, hoặc em chỉ dẫn cho, bởi vì là có nhiều cái chị em làm sao biết được anh, mình đàn ông còn không biết được hết mà. Sau đây em sẽ giới thiệu cho bác một số mã đồng hồ đến từ Nhật và Thụy Sĩ, và một số dòng đồng hồ đến từ châu Âu. Mời các bác đây. Mời các bác đến với cái mã này đi. Đây là một mã đồng hồ Senco. Senco các bạn. Đồng hồ Senco. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Các bạn nhìn chưa? Mã đồng hồ Senco. Con này là Senco 5. Các bạn nhìn nhé. Senco 5 chữ số học trò. Rất là đẹp luôn. Và nó là cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Em mà Tuấn vệ sinh mặt cho bác nhìn này. Con này cơ nhé, auto tự động. Con này 21 chân kính. Các bác nhìn này, 21 chân kính các bác nhé. Em nói 21 chân kính luôn. Ok chưa? 21 chân kính. Đấy. Senco 5, cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ. Nằm ở điểm 3 giờ. Và cái đặc biệt cái dòng Senco này, bác nhìn cái nước nước mạ của họ này, phải nói nó đẹp xuất sắc luôn nhé. Đẹp xuất sắc. Đấy. Con Senco 5 này đây, đây dây cũng là Senco 5. Dây cũng Senco 5 luôn. Dây cũng Senco 5. Con này là hở nhá. Con này là đáy hở này, đáy hở cho bác. Này. 21 dây áo dập này. Nhìn chưa? Đấy, có thấy chưa? Con này có size chiều ngang. Size chiều ngang con này là 36, 35, 36. Số thứ tự là số 01, giá 2 triệu 3. 2 triệu 3, cơ auto tự động hết. Mặt đen, chữ số dạ quang nhé. Chữ số học trò dạ quang luôn. Đấy. Ok cho bác. Size tay em Tuấn đeo này. Đấy, tay em Tuấn 27, 17. Đường kính 17 hở này. Nhé. Tay này 17, 17 rưỡi đeo được. Số 1, 2 triệu 3. Sang đến cái số 2. Một cái tên rất là cũng khá là khó đọc đúng không? Nó cái gì đây? Zinquy thì cái quát gì đây? Màu vàng. Màu vàng các bạn. Màu vàng. Thì em xem lại chỉnh camera cho cảm thấy nó hơi vàng vàng các bạn. Đấy, đấy, nhìn nó khác hẳn đúng không? Đây. Này nhìn nó rõ màu vàng này. Đấy. Màu vàng các bạn nhìn chưa? Màu vàng. Con này số 02 để các bác 480k. 480k size mặt rồi nè. Size mặt con này là size mặt 37. Con này thì tay nào cũng đeo vừa bởi vì con này nó có thể xô cái vị trí dây khóa này. Size mặt 37. Mức giá số 02 480k. Số 03. Tiếp tục với số 03. Số 03 con này là lắc lắc tay. Lắc này thì đeo được đủ các cỡ tay các bác nhé, nhìn này. Xung quanh là em lau bác nhìn này, đường bóng đẹp chưa? Số 03 380k có lắc tay. Nhìn này. Nhìn chưa? Đẹp chưa? 380k. Con này có lắc một chiều này, bác mở này. Tay nào cũng đeo được. Ok chưa? Lắc tay. 380k lắc tay cho nữ. Số 03 380k. Số 04 đồng hồ hai máy, đây là chiếc đồng hồ hai máy luôn ạ. Con này là chiếc đồng hồ hai máy các bạn. Con này hai máy các bác nhé. Anna 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 gì đây? Hai máy luôn. Ok chưa? Ở trên là số
dưới là số là mã, trên là số học trò, dưới số là mã. Hai máy. Anh nhìn đẹp chưa? Japan. Số thứ tự là 300, à đâu 04 chứ. 04. Ok chưa? Giá 480.000. 480.000. Đấy, size con này 480.000, hai máy luôn, con đồng hồ hai máy này. Đấy. Sang tiếp tục với con đồng hồ này nữa. Con này thì báo cáo các bác là con này không đơn giản này. Con này nó lại là một trong những đồng hồ hãng mà. Đây là con đồng hồ hãng bác nhé. Dây thì các bác có thể thay dây nào cũng được. Dây thì vẫn là dây zin của nó. Đây, dây zin đến từ Paris của Pháp. Dây zin. Con đồng hồ là đến từ Pháp các bác ạ, chứ không phải tự nhiên đấy nhá. Con đồng hồ này là đồng hồ đến từ Pháp, nhìn chưa? Dây vẫn là dây zin của nó. Số thứ tư là số 05, giá 800k. Đến từ Pháp, để bác đọc thông số của em nó này. Đấy. Made in France nhưng mà lại có chữ SV kép, có nghĩa là Made in France. Đây, Made in France, sản xuất tại Pháp này. Nhưng SV kép có nghĩa là thương hiệu của Thụy Sĩ, nhưng đặt tại Pháp, là sản xuất tại Pháp. Nhưng mà đồng hồ máy của Thụy Sĩ, bởi vì nó vẫn có chữ Swatch. Có nhìn chưa? France, Swatch. Còn trong này nó lại có cái logo chìm bên này. Em không biết là cái logo chìm này nó có ý nghĩa gì. Đấy. Và đây nó có thưa Lavin Paris này. Và có cái biểu tượng đằng sau này, đây đằng sau lại có cái biểu tượng y như trong mặt luôn. Đấy, đồng hồ đến từ Pháp. Những chiếc đồng hồ này thì gặp các bác có cái công nghệ vệ sinh đánh bóng, các bác ấy đánh bóng lại thì đẹp lắm. Con này chưa đánh bóng gì nhá. Dây cũng zin luôn. Số thứ tự là 05, giá 800k. Sang đến con số 06. Con này là con Renvir đâu? Rovendio. Dây đờ mi vàng trắng. Dây đờ mi vàng trắng, mặt cũng màu vàng. Tất cả xung quanh đính đá bác nhá. Ngoài đính đá. Ở số 12 giờ có chữ RD, RD. Viết tắt Rovendio. Đúng chưa? Đính đá hết xung quanh bác nhìn chưa? Đấy, dây đờ mi luôn. Đây. Tại đáy máy cũng tên luôn, đáy máy cũng tên của em nó luôn. Ok chưa các bác? Đấy, con này xem nào. Tay con này tay em 17 đeo đây vẫn hả nhá. 17 đeo ok, đẹp luôn. Đấy, size mặt này. Em này có size mặt là 35. Ở số thứ tự là 06, giá 1.600.000. Sang với lại con là bao nhiêu đây? Con Senko số 07 giá 2.900.000. Con này Senko 23 chân kính, mà nhìn nhá, 23 chân kính. Con này tất cả kính của nó còn zin. Kính còn zin ạ. Kính còn zin luôn. Kính còn zin. Những chỗ này bác này đây, về bác phải dùng cái bàn chải kem đánh răng bác đánh đánh vệ sinh đi. Kính zin bác nhá. Đây, con Senko. Ủa để cho bác con này, này. Về bác vệ sinh như này. Bụi này bác nhìn bụi chưa? Kính của nó zin hết nhá. Bởi vì là kính, nếu mà kính không zin thì không bao giờ có khía cạnh này được. Kính bây giờ bác mua lắp không bao giờ có nhá. Kính zin luôn. Nhưng về các bác phải dùng dùng bàn chải kem đánh răng vệ sinh đi cho nó sạch. Ok chưa? Đấy. Này, em lắp chạy luôn là bác nhìn chạy chưa? 23 chân kính, 23 GL. 2 triệu 9 để cho bác ha. 2 triệu 6 đi. 2 6. Sang con này thì quá đỉnh, con này đỉnh quá. Con này đỉnh quá chứ không phải quá đỉnh. Con này con đỉnh quá. Đấy. Đẹp chưa? Con Senko lộ máy hết luôn ạ. Con Senko cơ auto tự động hết, chạy auto tự động luôn các bác nhá, auto tự động. Vậy anh nhìn này, con này trong này là 21 chân kính. Cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ. Bác nhìn nha, cửa sổ lịch của nó có cả hai thứ tiếng luôn ạ. Senko 5 màu vàng.
màu vàng luôn này. Đấy, lau được thấy có gì này, có nhìn em lau cái mép trên này nó bóng loáng luôn. Cái này mà các bác có kem đánh răng ấy. Này, có nhìn này, kem đánh răng các bác đánh vào thì thôi rồi, thì khỏi phải nói rồi, thôi rồi Lượm ơi, ok chưa, thôi rồi luôn đấy, thấy chưa, thôi rồi Lượm ơi, đẹp chưa. Đấy, xanh cô nào 21 chân kính, kính. À, con này số thứ tự là số 08 giá 3,9 triệu, tiền nào của đấy. Thế các thầy ơi, lên tay nhìn thế này mà tay em 17 thừa nhá, 17 17 rưỡi 18 đeo được, chỉ có mê thôi nhá. Nhìn chỉ có mê thôi các thầy nhá. Số thứ tự là số 08 3,9 triệu, đáy lộ lộ tim luôn, lộ hết cơ luôn này, vẫn đang chạy bình thường. Sang số 09, con này còn đỉnh nữa, con này còn t-shirt, con này con t-shirt bác ơi, nhìn này, con nhìn con t-shirt được chưa. Những con này em đưa vào bộ sưu tập, có nhiều bác, em khẳng định là có nhiều bác chưa bao giờ có con này, thiếu. Con t-shirt đến từ Thụy Sĩ, t-shirt PR516 nhé, 516 t-shirt, t-shirt một thương hiệu nổi tiếng, ok chưa. Đấy, để em mở cái đáy cho bác xem nào. Mở cái đáy cái cối của nó nhé. Này, nhìn này. Úi dù hồi máy nó này, phê chưa. Swat nha, t-shirt luôn, 17 chân kính. Em quay lại cho bác nhìn, đẹp chưa. Máy này mà các bác còn 17 chân kính luôn ạ. Con t-shirt này đẹp mỹ mãn cho bác nha. T-shirt ok chưa. Đấy, con t-shirt này số thứ tự là số 09 giá 3,8 triệu, 09 giá 3,8 triệu, 09 giá 3,8 triệu. Em đo size cho bác luôn nhé, size con t-shirt này này 36, size 36. Đấy, còn size con này em chưa đo, em đo lại luôn cho bác. Size con này là size 3, cũng 36 nốt. Và em cuối cùng, đó là một em Rado, có mức giá 3,9 triệu, số 10. Em Rado 702. Bác ơi, em Rado 702 nhé. Em Rado 702. Cái gì này, mặt xanh, mặt xanh chưa, Aro 702 mặt xanh, đẹp chưa. Cửa sổ lịch 5 điểm 5 giờ, mỏ neo. À đây, em lắc cho nó chạy cho bác ấy bà. Đấy, em nó bắt đầu chạy rồi, đẹp lung con mẹ linh luôn ạ. Đây, hai con ngựa này, đẹp chưa bác, hai ngựa đẹp chưa. Úi chào, vào tay xem nào, hết thuốc chữa luôn, tay em tuấn vừa luôn ạ, mỹ con mẹ mãn luôn. À để em mở cái đáy cho bác phát nhé, cho bác thích nhé. Bác nhìn cái đáy này, con này máy vàng thì phải đúng không? Nhìn máy vàng. Ui chào, máy vàng ươm. Alo, ok chưa bác? Đây, vàng ươm chưa các bác? Mỹ mãn luôn nha. Số thứ tự em Tuấn đã báo rồi, số thứ tự là 10, giá số 10, giá 3,9 triệu. Con này thích quá, đeo tay luôn, tay đang không có đeo. Số 10, 3,9 triệu, thích, đeo tay luôn. Mình nhìn chưa, phê chưa. Em Tuấn chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác clip sau.
À, bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại là 0911 169 961, vì là em sẽ giao hàng toàn quốc cho các bác nên là bác yên tâm.